Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. One Piece chương 987 bắt đầu với việc Kaido nhớ lại giây phút năm xưa khi bị Oden uy hiếp đến tính mạng, khi mà Oden cùng với hai tên Enma và Habakiri tha thu cho Kaido một phát gạch chéo ngay giữa ngực. Đồng thời, nếu không có việc bà già Higurashi giả dạng Momo đánh lừa Oden thì Kaido có lẽ đã phải chết. Kaido nhớ lại lúc Kozuki Oden nói về hắn ta là: ý chí của ta là bất diệt và đừng có khinh thường samurai, nếu không là mắc sai lầm đó. Đòn tấn công bất ngờ của các gia thần Oden lúc đó rõ ràng chưa đủ mạnh để làm khó được Kaido. Nhưng nhờ sự chung sức đồng lòng của các thành viên Cửu Hồng Bao và Izo, nên cuối cùng họ cũng đả thương được Kaido. Kiku dùng tuyệt kỹ của mình nhắm vào tay Kaido. Kaido tỏ ra bất ngờ khi thấy đám samurai Cửu Hồng Bao cũng biết dùng haki vũ trang cao cấp, giống như trình độ của Oden, người đã khiến hắn ta bị trọng thương cách đây 20 năm. Vết thương mà Kozuki Oden gây ra cho Kaido 20 năm trước trở nên nhức nhối và khiến hắn ta gầm lên. Kaido và các gia thần của Oden đều ngã rơi xuống đất. Kaido chấp nhận lời tuyên chiến của 8 người trong Cửu Hồng Bao và Izo. Hắn sẽ cho thấy sức mạnh của sinh vật mạnh nhất thế giới. Nói xong thì Kaido hóa rồng và bay lên trời. Nhóm Cửu Hồng Bao đuổi theo và tóm vào người Kaido. Kaido và các gia thần Oden lên đến tầng thượng của lâu đài. Đây là nơi hai bên sẽ quyết chiến. 20 năm trời nhẫn nhịn, chịu sự tủi nhục, người phải sống trong nhà tù, người làm nội gián phải bảo vệ cho kẻ thù. Trong đêm lễ hội tại Onigashima, tất cả liên minh đã chọn ngày này để tấn công kẻ thù. Nhóm Cửu Hồng Bao không phải đơn giản chỉ chọn ngày lễ hội của băng bách thú và Orochi. Ngoài mục đích cho địch thủ mất cảnh giác, ngày khai chiến còn là một đêm trăng tròn để tấn công Kaido. Đây là một sự tính toán từ trước, khi mà Inurashi và Nekomamushi đã từng nói rằng tộc Minh còn có một vũ khí bí mật nữa mà họ sẽ dùng trong đêm trăng tròn, đó chính là hình dạng su long của những chiến binh tộc Minh. Trạng thái su long hay còn gọi là su long. Được biết đây là sức mạnh tiềm ẩn, chỉ những người thuộc tộc Minh mới có thể sử dụng su long như một tuyệt kỹ độc nhất khi nó chỉ được kích hoạt vào ngày có trăng tròn. Người sử dụng sẽ hấp thụ năng lượng của mặt trăng để đánh thức con quái vật sâu bên trong mình. Đây có thể xem như là một dạng trạng thái giúp biến đổi cơ thể, tiến hóa lên một cấp bậc cao hơn. Khả năng, bởi vì thuộc dạng sức mạnh nguyên thủy, khi kích hoạt chỉ có ánh trăng tròn nên trạng thái su long vô cùng mạnh. Carrot trong tập 862 đã thể hiện rõ nhất năng lực này. Để giải cứu băng mũ rơm đang bị kẹt giữa những chiến hạm của Big Mom, một mình Carrot trong dạng su long đã dọn sạch tất cả hạm đội của kẻ thù trong thời gian cực ngắn. Ngoài khả năng tiến hóa cơ thể, trạng thái còn giúp người sử dụng tối đa năng lực Electro bắn ra những tia điện để cường hóa đòn đánh khi chiến đấu. Điểm yếu chết người. Mặc dù được đánh giá là rất bá đạo nhưng không may thay, mặt trăng lại chính là điểm yếu của các su long. Một khi mặt trăng bị che lấp, các su long sẽ dần mất đi sức mạnh của mình. Ngoài ra, nếu bịt mắt một người tộc Minh đang sử dụng năng lực su long, không để nhìn trực tiếp vào mặt trăng hay hấp thụ ánh trăng nữa, thì họ cũng không có đủ khả năng để hóa thành su long. Bên cạnh đó, trạng thái này cũng cần phải rèn luyện chăm chỉ, liên tục mài giũa thông qua các trận chiến, nếu không sẽ dính phải tác dụng phụ. Bởi vì phải cường hóa mọi thứ lên mức tối đa, nên người sử dụng một khi không kiểm soát được sức mạnh sẽ dẫn đến tình trạng kiệt sức bất thình lình, dễ rơi vào trường hợp phải đứng im để hồi sức hoặc trở thành một bao cát di động. Chúng ta đã từng chứng kiến sức mạnh của su long tại đảo Bánh. Vậy câu hỏi đặt ra là Carrot đã mạnh và nhanh như vậy khi biến hình thành dạng su long, thì hai vị vua chó mèo của tộc Minh là Inurashi và Nekomamushi sẽ kinh khủng như thế nào khi trong hình dạng được cho là mạnh nhất của tộc Minh này? Inurashi và Nekomamushi là hai vị vua cai trị Mokomo Dukedom và cả hai có sức mạnh tương đương nhau. Hai người đều là Cửu Hồng Bao phục vụ dưới trướng của chúa công cũ Kozuki Oden. Sức mạnh của cả hai đã được thể hiện thông qua cuộc chiến của một trong bộ ba thảm họa Jack Hạn Hán. Trong trạng thái bình thường, Inurashi và Nekomamushi thay nhau solo với Jack. Inurashi có cánh tay rất khỏe, ông có thể chống lại Jack dưới hình dạng mammut chỉ bằng một tay, còn Nekomamushi có thể di chuyển rất nhanh nhẹn và nhảy xa vào không trung một cách dễ dàng. Cả hai đã khiến Jack Hạn Hán gặp rất nhiều khó khăn và cuối cùng phải dùng đến hơi độc để đánh bại cả hai. Vậy trong hình dạng su long, sức mạnh của ông vị vua chó mèo này là không thể xem thường. Oden đã hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ nhóm Cửu Hồng Bao, kèm theo câu nói về đầy hy vọng với Kaido rằng đừng bao giờ khinh thường các samurai. Inurashi và Nekomamushi là những chiến binh có sức chịu đựng và sự dẻo dai. Bên cạnh đó, họ đã có kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm liền. Họ có thể chiến đấu trong nhiều ngày để chống lại Jack. Inurashi cũng là một kiếm sĩ tài năng, nhất là khi kết hợp với điện, khả năng bẩm sinh của tộc Minh. Trong khi Nekomamushi cũng là một chiến binh rất nhanh và kết hợp các đòn đánh với điện một cách thuần thục. Bình thường họ đã rất mạnh, vậy thì trong hình dạng su long, hình dạng mà giúp các chiến binh tộc Minh mạnh lên hàng trăm lần. Chắc chắn hơn lúc nào hết, các fan hâm mộ đang ngóng đợi màn hóa su long và thể hiện sức mạnh của Nekomamushi và Inurashi. Việc dụ cho Kaido hóa rồng bay thẳng lên sân thượng quyết đấu chắc chắn đã là điều nằm trong kế hoạch của nhóm Cửu Hồng Bao khi mà sân thượng trời đã quang mây. Phải nói rằng, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đang đứng về phía liên minh samurai, bởi vì chúng ta biết rằng đảo Onigashima thời tiết rất bất thường, lúc bình thường, lúc lại có tuyết, lúc thì trời quang, lúc thì trời âm u sấm chớp. Vì vậy, bây giờ là thời điểm thích hợp tấn công, lại là lúc trăng tròn xuất hiện.
Toàn bộ tộc Minh đã bao vây ở tầng thượng của lâu đài Kaido. Neko Mamushi vẻ mặt rất tự tin mà nói rằng, còn một điều khác nữa đấy, đó là hôm nay có trăng tròn. Kaido dù là một sinh vật mạnh nhất thế giới với khả năng hóa rồng khổng lồ, nhưng với hàng chục dị nhân tộc Minh hóa su long sử dụng tốc độ điện để tấn công chắc chắn cũng khiến Kaido phải đau đầu. Mình nghĩ rằng Châu đánh lâu cũng chết, chắc chắn không giết được Kaido, nhưng để làm suy kiệt sức lực của Kaido thì có thể. Đây chắc chắn cũng sẽ là một trận chiến đỉnh cao của tốc độ, sự quyết tâm và sức mạnh tàn phá khủng khiếp. Mình mong chờ One Piece chương 988 và hy vọng trận chiến su long và rồng sẽ sớm được lên anime. Bạn nào đồng ý với ý kiến của mình thì hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé.